bỏ ra hơn 9 triệu lắp cốp điện, phí tiền. Ôi dồi anh ơi, hơn 9 triệu ấy là số tiền vô cùng hợp lý để trang bị cho chiếc xe của anh một tiện ích sử dụng thường xuyên, trọn đời xe. Em, hãy chạy đi. Ok. Các anh không cần tốn lực để đóng mở, đặc biệt là cánh chị em mở và đóng cốp vô cùng dễ dàng chỉ với thao tác bằng nút bấm. Cốp đóng thì cực êm và nhẹ nhàng an toàn. Còn gì nữa không em? Em chứng minh tiếp đi. Chưa hết đâu anh ơi, có cả chống kẹt nữa này, đảm bảo cực kỳ an toàn. Cài đặt chiều cao mở cốp phù hợp để mọi thành viên trong gia đình đều có thể sử dụng. Đấy các bác thấy chưa? Tổng kết là từ, vẫn còn. Anh đi ra đây. Vẫn còn à? Ngồi vị trí kẻ lái cũng có thể đóng mở cốp được. Còn nút bấm được tích hợp sẵn ở đây luôn. Tiện phết đấy nhở? Nhưng mà còn gì nữa không em? Còn chứ, nốt cái này thôi. Anh ra đây. Tích hợp thêm đá cốp đa điểm AOD thì tiện ích miễn chê. Mở đóng cốp cực nhanh với thao tác đá chân khi mà tay đang bận bê đồ. Cứ như ở Land Rover ấy nhỉ? Mà cái này anh nghe nói đang được giảm đến 300k, mà combo ấy được giảm đến 500k. Ô, thế anh, xe nhà em chưa có đá cốp, để em về lắp luôn không hết khuyến mãi. Ơ này này, đang review mà đi đâu đây? Đấy các bác thấy chưa? Có ô tô đã là một điều tuyệt vời rồi, nhưng thiếu cốp điện Doctor Door và đá cốp đa điểm AOD thì là một thiếu sót nha. Follow kênh để ủng hộ em ra nhiều video hơn nha.